Kính thưa quý vị, chiều nay Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Các cử tri chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người mà cách đây ít năm, chính bà con là người đã cầm lá phiếu bầu đồng chí làm đại biểu Quốc hội, nay lại được Đảng và Quốc hội tin tưởng giao trọng trách mới và quyết tâm đẩy mạnh phòng chống tham nhũng hay chăm lo tốt hơn cho người có công là những vấn đề mà cử tri mong muốn được Chủ tịch nước giải đáp. Bản thân tôi cũng như là các cử tri khác rất đồng tình và ủng hộ khi chủ trương Trung ương tập trung xử lý nghiêm các đối tượng tham nhũng, bất kể đó là ai. Hy vọng trong thời gian tới, hệ thống và bộ máy của chúng ta thật sự trong sạch vững mạnh. Chúng ta xử lý tham nhũng lớn nhưng cũng xử lý cả tham nhũng vặt. Đăng kiểm sao cứ vài trăm, 100, 200, 300, 400, nó nhức nhối ai cũng vậy. Nhưng mà tích góp lại thì thành ra thấy là một cái khối lượng rất là lớn. Làm thất thoát lớn thì phải xử nghiêm rồi. Nhưng mà tham nhũng vặt ở cơ sở cũng phải xử nghiêm. Ngày xưa thì vẫn có hai cái câu là cứ là tắm từ vai trở xuống. Bây giờ các ông chỉ thấy đâu phải là từ vai. Nhà đó dột có chỗ, mía nó thì sâu là có đốt. Chỗ nào đó là dột, chỗ nào sâu thì xử lý chỗ đó. Còn vì sao đó chúng ta đó là làm thì chúng ta lại thấy phát hiện ra nhiều, là bởi vì bây giờ chúng ta quyết tâm làm. Đảng và nhà nước cũng chủ trương là làm là công khai cho toàn dân biết, chứ không có giấu. Không chỉ trong đảng mà công khai cho toàn dân. Tôi cũng nói với các cô các bác rằng cũng còn nhiều vụ việc đang tiếp tục làm, sẽ sớm có thông báo công khai. Người có công với nước giai đoạn chống Pháp, chống Mỹ cũng đã giảm đi nhiều. Mức trợ cấp hàng tháng của họ quá thấp. Tôi đề nghị Quốc hội nghiên cứu xem xét nâng thêm mức trợ cấp người có công khó khăn. Công bằng mà nói thì không thể có một cái sự bù đắp nào bằng tiền bạc đối với sự hy sinh, mất mát hoặc là những đau khổ mà chúng ta đã chịu trong chiến tranh. Cho nên nói với các cô, các bác cái điều đó để thấy rằng là đảng, nhà nước là luôn luôn quan tâm và các chính sách luôn luôn được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và khả năng chi trả của ngân sách. Theo hướng cứ chính sách sau thì nó cũng có cao hơn cái chính sách trước. Trước những kiến nghị của cử tri về những bất cập trong công tác quản lý và sử dụng đất đai hiện nay, Chủ tịch nước khẳng định nghị quyết số 18 của Trung ương mới được ban hành hay luật đất đai đang trong quá trình sửa đổi thể hiện rất rõ quyết tâm của Đảng, nhà nước trong việc đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích của người dân. Ở những dự án mà có yêu cầu tái định cư thì chỉ khi nào tái định cư xong mới được thu hồi đất. Đây là tư tưởng và quyết tâm chỉ đạo của Đảng trong thực hiện chính sách đất đai. Quyết cái này cũng không đơn giản đâu, báo với các cô, các bác và các anh, các chị vậy. Nói rằng bây giờ một dự án mà phải tái định cư xong mới được tiến hành thì nó chậm. Nhưng mà nếu chúng ta đặt cái lợi ích của người dân lên trên hết trước hết đó, thì chúng ta phải lo cái việc tái định cư cho dân trước, rồi muốn làm gì đó thì làm. Còn trường hợp nào đó vì tiến độ, vì yêu cầu, vì khả năng thực sự cấp bách đó, thì phải được sự đồng thuận của người dân.